Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục ngồi đây để quay trở lại gửi tới các bạn với những thông tin an ninh trong nước vừa cập nhật được, lại thêm những vụ án xảy ra. Phát hiện một kế toán trường học chết cháy trong phòng làm việc ở Điện Biên. Và vụ thứ hai, nam thanh niên đâm chết người vì lý do không ngờ. Vụ thứ ba là nghi vấn tên cướp tử vong sau tai nạn trên đường phố, nạn nhân và nhân chứng tiết lộ bàng hoàng. Thưa các bạn, sáng sớm ngày 22 tháng 2 tại trường Trung học phổ thông thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, xảy ra vụ cháy tại phòng kế toán của nhà trường làm một người tử vong. Một số nhân chứng vụ việc cho biết lúc khoảng 2 giờ sáng, bảo vệ của trường Trung học phổ thông thành phố Điện Biên Phủ nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ nhà là hiệu bộ. Sau đó phát hiện có một đám cháy tại phòng kế toán, là phòng làm việc của anh A, sinh năm 1982, trú tại tổ 14, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Ngay sau đó thì nhà trường đã gọi lực lượng cứu hỏa để dập tắt đám cháy và thông báo sự việc cho cơ quan chức năng. Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện có một xác người trong phòng. Các giáo viên và cán bộ quản lý nhà trường đã chia nhau đi tìm anh A nhưng không thấy. Sau đó thông báo cho gia đình đi tìm và cũng không thấy. Bước đầu kiểm tra và xác định nhân viên kế toán này chính là người đã chết cháy bên trong. Ngoài một xác người được phát hiện, căn phòng kế toán đã bị cháy đen, nhiều đồ đạc bên trong bị thiêu rụi. Trong sáng ngày, lực lượng chức năng công an thành phố Điện Biên Phủ đã tiếp cận hiện trường điều tra thông tin. Theo ghi nhận của là phóng viên, đến 11 giờ trưa, lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực ở hiện trường. Và các phóng viên sẽ tiếp tục đưa cái thông tin này lên, nguyên nhân lý do nào mà vụ cháy lại xảy ra và một tiếng nổ rất là lớn, thì tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất để kịp thời gửi tới các bạn. Thưa các bạn, vụ thứ hai là nam thanh niên đâm chết người vì lý do không có ngờ. Không hề có mâu thuẫn hay quen biết trước đó với nạn nhân, hùng đã đoạt mạng người chỉ vì lý do rất là bình thường. Ngày 22 tháng 2, công an tỉnh Bắc Giang cho biết phòng cảnh sát hình sự PC02 công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự Dương Văn Hùng, sinh năm 1999, trú tại là xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên để điều tra làm rõ hành vi giết người. Trước đó thì ngày 21 tháng 2, phòng PC02 tiếp nhận tin báo của công an huyện Việt Yên về việc khoảng 22 giờ 30 phút ngày 20 tháng 2 tại đường gom thuộc địa phận thôn Chùa, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên phát hiện thi thể một nam thanh niên tử vong do bị đâm. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nạn nhân là anh C, sinh năm 1997, trú tại thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn, là công nhân tại khu công nghiệp Vân Trung. Sau khi tiếp nhận tin báo, phòng PC02 chủ trì phối hợp với công an huyện Việt Yên và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra, truy xét, khoanh vùng đối tượng nghi vấn. Đến 16 giờ ngày 21 tháng 2, lực lượng chức năng đã xác định được đối tượng nghi vấn gây ra vụ án là Dương Văn Hùng. Thời điểm đó, Hùng đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, phòng PC02 phối hợp với công an huyện Việt Yên, công an huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã kêu gọi vận động đối tượng Dương Văn Hùng ra đầu thú về hành vi giết người. Tại cơ quan công an, đối tượng Hùng khai nhận do uống nhiều rượu trong lúc ăn nhậu buổi tối ngày 20 tháng 2 nên xảy ra mâu thuẫn là bộc phát trong lúc tham gia giao thông trên đường với anh C. Lúc này Hùng đã dùng dao nhọn mang theo sẵn trong người đâm một nhát trúng sườn trái của anh C khiến nạn nhân tử vong. Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định. Đúng thật, chỉ một là cái va chạm nhỏ giao thông mà nỡ ra tay tước đoạt mạng sống của một người, đây quả thật là một điều
đáng lên án. Thưa các bạn, vụ thứ ba là nghi vấn tên cướp tử vong sau tai nạn trên đường phố, và nhân chứng là tiết lộ rất là kinh hoàng. Chiếc xe máy chở hai thanh niên lao như bay tông vào xe máy của một người đàn ông đang qua đường, tạo ra tiếng động rất là khủng khiếp. Nhân chứng kể, ngày 20 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra về vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong và một người bị thương nặng xảy ra tối ngày 19 tháng 2 trên đường Lê Trọng Tấn, phường là Tân Thạnh, quận Tân Phú. Báo Người Lao Động dẫn một nguồn tin cho biết công an đang củng cố hồ sơ, lấy lời khai của là nhân chứng, trích xuất camera và nghi vấn người tử vong có tham gia cướp giật trước đó dẫn đến tai nạn tử vong. Trao đổi trên là báo Trí Thức trực tuyến, ông H, 62 tuổi, ở gần hiện trường, dùng hai từ kinh hoàng để diễn tả thời khắc va chạm xảy ra. Chiếc xe máy chở hai nam thanh niên lao như bay, tông vào xe máy một người đàn ông đang qua đường, tạo ra tiếng động khủng khiếp, ông H kể lại. Ông H cho biết khoảng 20 giờ 20 phút ngày 19 tháng 2, ông đang ngồi uống trà trước cửa nhà thì thấy một chiếc xe lao vun vút, sau đó là tiếng va chạm mạnh. Lúc này ba người đàn ông đi hai xe máy ngã xuống đường. Chạy ra xem, ông Hát thấy một nam thanh niên va đập vào giải phân cách bê tông tử vong tại chỗ. Người đi cùng với nam thanh niên này bị thương, lồm cồm bò dậy phóng xe máy khỏi hiện trường. Gần nơi là nam thanh niên chết, tôi thấy một là túi sách nữ màu trắng. Nhiều người nói tên này vừa gây ra vụ cướp giật, chạy đến đây thì gặp tai nạn. Còn người đàn ông rời đi là đồng bọn của anh ta, ông Hát kể. Thì trước đó theo báo công an thành phố Hồ Chí Minh, tối ngày 19 tháng 2, hai thanh niên đi trên xe máy chạy trên đường Lê Trọng Tấn hướng từ đường Tân Kỳ, Tân Quý về quốc lộ 1 với tốc độ rất là nhanh. Khi gần tới khu vực cầu Bưng, quận Tân Phú thì va chạm với chiếc xe máy khác do người đàn ông điều khiển. Cú tông mạnh khiến hai nam thanh niên đi xe máy ngã xuống đường, một người tử vong tại chỗ. Phát hiện bạn mình tử vong, thanh niên đi cùng đã dựng xe rồi là phóng với tốc độ rất là cao rời khỏi hiện trường. Riêng người đàn ông đi xe máy khác bị tông chấn thương được đưa đi cấp cứu. Báo Người Lao Động dẫn nguồn tin từ người dân tại hiện trường cho biết hai nam thanh niên đi trên một xe máy bị nghi là cướp giật túi sách của người đi đường từ địa điểm khác, khi bỏ chạy đến đây thì xảy ra tai nạn. Hiện trường còn vương vãi nhiều mảnh vỡ xe máy của một giỏ sách nữ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra và xác minh làm rõ. Vâng, thưa các bạn, tôi rất chân thành cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn đồng hành, đóng góp ý kiến cũng như là ủng hộ kênh cho tôi. Và tôi cố gắng cập nhật những thông tin nhanh và nóng chính xác để kịp thời gửi tới phục vụ các bạn trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại.